các bảo vệ mình nhắc em về đi chứ anh các anh làm thế các anh sai em không nhắc nhở vấn đề là mình đang lên phòng không không nữa thì cho anh phải nói thế để biết không có thêm cho biết được thì công an phường còn tại thời điểm kiểm tra của em thì anh không đủ xe anh vừa ở đầu như thế này rồi em biết rồi là biên bản tạm giữ xe anh không đủ anh. Đây là phạt cả chục. Phải nói với người ta để người ta hiểu chứ không nên. Chục với tắc taxi giờ nó không dám đầu là anh hiểu đó. Đây bắt cả chục lần. Thì em không biết nên em mới lần đầu cũng không biết. Dạ. Nếu biết thì anh phải theo thông theo luật lệ. Ta bốc phòng xong nữa. Là nó thấy mình đầu ngoài này là nó phải nhắc. Người sống phải sống thế thì lần sau em ở đây biết. Khách sạn Hoàng Hải Long. Dừng ở đâu? Thế này không dừng đâu. Chờ khách ta còn này sao người ta xuống được? Người ta bỏ khách sau người ta xuống. Tức là nguyên cái đoạn đường này là cấm dừng. Đúng rồi đó. Anh cứ quay hết đi. Thế này này, giờ làm sao mà khách người ta đổ xuống để khách ta lên? Cái anh đi đường nào? Đầu đường kia kéo lý ra đây hả? Giờ chúng ta cho xuống, cho đổ xe người ta xuống. Giờ taxi mình bắt taxi bắt khách ở đây cho người ta đi đâu bắt khách bắt ở đâu? Mới dùng trước thì đưa khách lên xong rồi mình xuống lại thế anh bắt mất cái tới 1 phút à? Anh nào quản lý cái xe? Không biết tôi là ai nhưng mà tôi nói với anh như vậy đó. Để đồ đi, đồ đi. Dạ, anh cầm đi. Làm ăn đúng là cái gì đúng là luật nhưng cái gì phải hiểu phải vui với người ta chứ. Kêu ngại với cái thành phố tạo đường đây nè. Trời mà ơi, xuống máy bay. Chạy tới máy bay xuống hả? Làm việc gì? Để báo chí người ta, phóng viên và người dân người ta cũng nhìn vào. Dạ, giờ gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được.